Đấy 77 triệu, 77 trừ đi 11 năm thì còn 65 triệu 500. 65 triệu 500 thì bây giờ là em cộng cà phê hôm đấy là 3 triệu. Nhưng anh em chắc là không xem video đấy, vì hôm nay em phải đi FLC xong về nhà em đi ship một xe ở Hà Nội, một con xe ở Bắc Linh, một con xe ở Hưng Yên. Đấy, và lấy chiếc xe siêu phẩm 205 về tiếp. Thì con này chưa về nhà đấy, chưa về nhà, anh em xem video đã bán cho bác Tuấn ở Hà Nội rồi. Đấy, bác Tuấn sáng nay mới đến với thẩm rồi, bác ưng rồi. Và ngày mai chủ nhật, thứ bảy chủ nhật em ấy, à hôm nay thứ bảy nhỉ, ngày mai chủ nhật em lại ship tận nhà bác Tuấn đây, bác đếm tiền nữa thôi. Đấy, còn quay lại chiếc xe này này, em nhắc lại cho anh em nhé, đang lổ từng tiếng đây nhá, lổ từng tiếng nha anh em nhá. Đấy, lổ từng tiếng thì chiếc xe này em lấy ra gốc là 77 triệu, em trừ đi 15% là còn 65 triệu 500. 65 triệu 500 thì em cộng cà phê 5 triệu thì con này em bán thôi cho anh em tròn 70 đi. Em cộng 4 triệu rưỡi thôi. Đấy là tròn 70 anh em nhá. Đấy, và em cộng ship lên tận nhà anh em. Anh em đi thử, anh em kiểm tra đúng như em tả, anh em mới trả tiền. Trung Kiên Moto lại chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh mua bán và phục dựng huyền thoại Win 100. Đấy. Hôm nay Trung Kiên lại lên một siêu phẩm cho anh em nhá. Đồ zin là 99%, anh em nghe rõ nhá. Những gì Trung Kiên nói trên mạng là 1 là 1, 2 là 2, zin là zin, lô là lô. Nếu như anh em được tìm hiểu ấy, là Trung Kiên cách đây thứ 7 tuần trước là Trung Kiên có bán cho bác Huy ở Nghệ An một chiếc xe Huy huyền thoại 100 như này. Đây đúng không ạ? Đúng không em? Đấy, thứ 7 tuần trước, đúng không? Và chủ nhật em đi Sầm Sơn Thanh Hóa và ép là Lê Thanh Hóa thì em mới về, tự bán hôm thứ 7. Nhưng hôm chủ nhật em mới mang xe về và đến nhà bác ấy mua chiếc xe lại, bán cái chiếc xe 205 đấy để đổi chiếc này ấy. Là em có video chi tiết đấy rồi, anh em có thể xem gốc. Và chiếc xe đấy về nhà như nào em quay lại đúng như thế, chỉ là em thay đúng cái lốc mọc vào cho bác nó đẹp hơn đây. Trước khi bác ấy mua là bác cái lốc nó dán đầy keo ấy, em đứng gần lại đi, gần lại chỉ xe và anh thôi. Tức là trước khi mà mua thì anh em cứ theo dõi video gốc, thì em mua bao nhiêu, tình trạng thế nào em đều công khai giá nhá. Thì hôm nay là ngày thứ 7, là một tròn một tuần. Bây giờ em có thời gian để ra quay lại chiếc xe này cho anh em. Là em công khai cho anh em con này là giá gốc cộng cà phê 5 triệu. Tức là đúng ra em chỉ cộng 3 triệu thôi, đúng không? Nhưng anh em tính đi, từ nhà bác Huy trở về nhà em, đúng không? Nếu tiền đi lại, tiền thuê lái xe nó mất tầm 1,5 triệu, 2 triệu rồi. Nếu như anh em xe khách toàn đấy 2 triệu rưỡi, 3 triệu. Nhưng hôm nay em là giờ vàng, em bán hôm đấy là cộng 3 triệu là em chỉ thu tiền gốc về thôi, chỉ thu cái tiền gọi là cà phê đi lại thôi. Nhưng hôm nay về nhà em rồi, em thay cái bên lốc này này. Ngày xưa là bác ấy mua nhà em nó là dán ni lông đầy kín lốc, thì em vừa lấy cái lốc này xong, em mua 1,5 triệu xong, em mua 1,5 triệu cái lốc này em lắp vào rồi. Tức là cái lốc của nó là mộc đấy, anh em chơi xe mộc mà. Đấy, còn đồ đạc trên xe chốc em sẽ quay chi tiết cho anh em nhé, tất cả mọi thứ kể cả bô nhá, zinet bô hai lớp em dặn nổ thử này. Anh em đang nghe tiếng mic là nghe từ mic cho nó nghe nó không được đanh. Đấy, em dặn này nổ này. Đấy, bóc côn lại này, gãy cần số xuống này. Đấy, gãy nhẹ lổ nhá. Đấy, nổ từng tiếng. Mà càng con này siêu đẹp luôn nhá. Đấy, đây này, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho anh em. Và em nhắc lại là con này em nhập gốc nhà bác hay bao nhiêu, em sẽ cộng cà phê cho anh em 5 triệu. Đấy, còn cái video đấy anh em xem video giá gốc nhá. Bác mua tổng nhà em, anh em nghe rõ này, bác mua tổng, đây vẫn đang lổ nhá, bác mua tổng nhà em là 77 triệu, cộng tiền ship đến tận nhà bác ấy 2 triệu nữa là 79 triệu. Khi bác ấy đổi lấy cái con 205 này nhà em này, đây anh em cứ theo dõi video, em có video gốc nhá. Bác mua con 205 này nhà em, đấy là khoảng 200 triệu. Thì bác ấy để lại con này cho em, bác để lại con này cho em, đây vẫn đang nổ từng tiếng đây, là lấy giá 77 triệu nhá, 77 triệu là chưa tính ship đấy, là trừ đi 15%, trừ đi 15%, 15% là 77 triệu trừ đi 15% là rơi vào đây này, em chia cho em tí nhá. Em phải có đầu có đuôi anh em ạ. 77 triệu. Em nhớ là rơi vào khoảng còn 65 triệu 500. Đấy anh em quên mất trừ đi bao nhiêu đây, chờ em tí, nó phải rõ ràng. Đây là em công khai hết nhá. Có mấy bác cha hỏi em là xe đấy đâu cho anh xem thì đây em sẽ quay chi tiết lại này. 77 triệu mà nhân với 0,15 thì nó ra 11 triệu 500. 11 triệu 550 nghìn. Gọi là 11 triệu 500 lấy 77 triệu, 77 trừ đi 11 năm thì còn 65 triệu 500. 65 triệu 500 thì bây giờ là em cộng cà phê hôm đấy là 3 triệu. Nhưng anh em chắc là không xem video đấy, vì hôm nay em
em phải đi FLC xong về nhà em đi ship một xe ở Hà Nội, một con xe ở Bắc Linh, một con xe ở Hưng Yên. Đấy, và lấy chiếc xe siêu phẩm 205 về tiếp. Thì con này chưa về nhà đấy. Con chưa về nhà, anh em xem video đã bán cho bác Tuấn ở Hà Nội rồi. Đấy, bác Tuấn sáng nay mới đến thẩm rồi, bác ưng rồi. Và ngày mai chủ nhật, thứ bảy chủ nhật em ấy, à hôm nay thứ bảy nhỉ, ngày mai chủ nhật em lại ship tận nhà bác Tuấn đây, bác đếm tiền nữa thôi. Đấy, còn quay lại chiếc xe này này, em nhắc lại cho anh em nhé, đang lổ từng tiếng đây nhá, lổ từng tiếng nha anh em nhá. Đấy, lổ từng tiếng. Thì chiếc xe này em lấy giá gốc là 77 triệu, em trừ đi 15% là còn 65 triệu 500. 65 triệu 500 thì em cộng cà phê 5 triệu, thì con này em bán thôi cho anh em tròn 70 đi, em cộng 4,5 triệu thôi. Đấy là tròn 70 anh em nhá. Đấy, và em cộng ship lên tận nhà anh em. Anh em đi thử, anh em kiểm tra đúng như em tả, anh em mới trả tiền. Thì bây giờ em quay lại chiếc xe này nhá. Và chiếc xe này trước kia em cũng mua một bác trai công an về hưu. Đấy, em mua là 74 triệu, em cộng cà phê 3 triệu được 77 triệu. Thì bác ấy mua luôn. Và có 5 bác trai có chốt sau đấy, 5 bác trai chốt sau là điện sau đấy. Đấy thì là về nhì đấy, thì là bác bảo Kiên ơi cộng thêm 1 2 triệu thì bác cũng không bán. Nhưng nguyên tắc của Trung Kiên nhá, anh em nghe rõ này. Ví dụ anh em mua nhà em là 77 triệu. Vì khách hàng cộng 1 2 triệu anh em bán là không được quyền của anh em. Nhưng nếu anh em bán lại cho em cũng sẽ trừ đi dao động từ 15 đến 30% tùy theo anh em dùng, tùy theo chất xe, tùy theo thời gian anh em mua. Đấy nó rõ ràng công khai nhé. Còn những anh em mà lên mạng nói em là lọ kia thì em thật sự anh em là em không tính đâu. Vì quan điểm em nó rõ ràng, em bán cho những bác khách hàng đang tin tưởng em, hiểu em. Đấy chứ không phải là gì. Còn anh em thuận mua vừa bán, em không ép anh em phải mua. Đấy, anh em bảo thấy ưng, hợp nhãn đúng số tiền anh em bỏ ra thì em chốt đây, em sẽ quay video chi tiết cho anh em. Đấy, chốt lại cho anh em là giá gốc cộng cà phê 3 triệu. Nhưng bây giờ là em cộng cà phê thành 4,5 triệu vì em đây này, em thay cái lốc này vào rồi đây này. Đây anh em nhìn này. Đây, củ máy đây anh em nhá. Củ máy này. Đầu bò anh em nhìn này. Đấy, đầu bò này anh em nhìn bốn con ốc này, một ốc này, hai ốc này, ba ốc này, bốn ốc này. Đấy. Xoong cái này vẫn trắng tinh anh em nhá. Đây đầu bò mộc này. Đấy. Đây anh em nhìn con ốc này chưa có vết luôn này. Đúng không? Chưa vết này. Con ốc này chưa vết này. Đấy con ốc này thế này. Thường thường con ốc này nếu chạm vào nó là thái cam thôi, không vấn đề gì. Mà quan trọng là bốn con ốc này và hai con ốc này anh em nhá. Đấy em nhìn là nó quay thực tế cho anh em nhìn đấy nhá. Đấy em quay thực tế nhá. Và cái lốc này này, cái lốc điện này này là trước là bác ấy thay cái lốc nó để bị nó dán ni lông ấy, nó dán ni lông vào ấy. Thế nên em phải thay lốc khác đây. Cần số zin em tả lại, cần số zin này. Đấy, hơi đầu bò củ máy. Đấy vấn đề Honda luôn. Chế zin này, anh em nhìn chế zin này. Đấy chế zin nhá. Đấy, bình xăng cốp tem zin nhá, anh em nghe rõ nhá. Bình xăng cốp này tem zin, bình xăng cốp này tem zin. Đấy. Pha đèn zin này anh em này. Pha đèn zin này. Đấy, pha đèn zin nhá, sáng quắng này. Xi nhan zin này anh nhìn này. Xi nhan zin mềm nhũn này. Đấy, xi nhan zin này. Đẹp này. Đấy, rè zin nhá. Riêng cái rè zin này, rè zin đẹp luôn anh em nhá. Rè zin đẹp luôn này. Đấy. Em đã nói anh em rồi, là cầu đồng mạng rồi. Một cái rè zin này cách đây tầm 5 năm trở về đây là nó không còn mới nữa. Rè sau có thể vẫn kiếm được nhưng rè trước là không còn mới nữa. Nên ngày xưa nó bán một cặp rè trước rè sau này này, nó rơi vào tầm hơn chục triệu. Nhưng bây giờ cái rè trước này nếu anh em nào có mới nhá, em sẵn sàng, em công khai trước cộng đồng mạng, em sẵn sàng bỏ ra 20 triệu em mua đứt một cái rè mới cho anh em, lấy còn mới tinh tập hộp hàng Acha, em sẽ treo cả hàng em chơi để gặp một đại gia em mới bán. Đấy, còn đây thụt đấy nhá, anh em nhìn kỹ lại này, thụt mộc nhá, thụt mộc này, thụt mộc này, đúng không anh em? Thụt mộc này, nhìn cái này biết là mộc đúng không? Mộc này. Đấy, đây máy ư này, đũa này, đũa này, vành bánh sáng trưng này. Đây là vành bánh, đây này, có quả chám đây anh em nhá. Vành bánh sáng trưng này nhá, chân ăn hoa này đẹp này. Đấy đúng không? Đấy thụt mộc nhá. Đấy vành bánh sáng trưng này. Đấy à, củ máy em cho xem rồi. Đây quay xem bên này tiếp. Đấy tiếp tục này. Bên này này, bình xăng đẹp này. Bình xăng zin, tem zin anh em nhá. Bây giờ anh em không tin em cũng nói luôn, là anh em cứ lên mạng, anh em vào Facebook ấy, anh em tìm anh Trần Tuyên ấy, là anh em bán riêng cái bô này hãng Acha. Đấy, ngày xưa em vẫn nói trên mạng là cái bô dao động từ 15 đến 17, 18 triệu đúng không? Nhưng anh Tuyên anh giao mấy chục triệu nhá, mấy chục triệu một cái bô này không này. Nhiều anh em xem video này, anh em có thể không tin, đúng không? Thì anh em hãy tìm hiểu đi, trước khi bình luận, anh em hãy tìm hiểu đi, nhá. Đấy. Đấy, anh em nghe kỹ nhá. Là trước khi anh em xem video của em, anh em nghe kỹ nhá. Là cái bô này này, anh em cứ lên mạng, đấy em có thông tin anh Tuyên anh bán một cái bô này zin như này mà mới tinh là anh bán ra là mấy chục triệu cơ. Còn riêng anh ấy đăng lên một bộ bình tem cốp này này, một bộ bình cốp này này. Đấy một bình cốp này mấy bộ tem, anh cũng đăng lên 50 triệu, hơn 50 triệu. Đấy là thực tế nhá. Đấy, còn em không biết anh
anh em tin hay không thì đấy việc của anh em, và anh ấy bán rồi, anh cũng bán rồi, cái bô anh cũng bán rồi. Đấy, thì cái qua cái video này em chỉ muốn nhấn mạnh cho anh em và những người chơi xe ấy. Nhiều người có hỏi em là Kiên ơi, một chiếc xe zin mộc mà trung bình khá thì khoảng bao nhiêu tiền? Thì em xin phép anh em, mình không thể trả lời được nó là bao nhiêu tiền. Nó vô giá, nó không có giá trị thật. Quan trọng anh em thích hay không thôi. Một khi anh em thích, đúng không, thì nó mới có giá trị của nó. Còn anh em nó không thích rồi, cho không cũng không đi. Được chưa? Em nói là cho không không đi, chứ đừng nói đến giá tiền nữa, cho không không đi. Đấy, thì đây em lại quay tiếp một lượt nữa. Đây, bên lốc điện, cần số này, anh em nhìn này. Cần số này zin nhá. Cần khởi động zin này. Cần khởi động zin này. Zin này. Đây lốc máy đây. Là nó có chảy xước đây nhá, nhưng nó là mộc, chưa một vết sơn. Đấy, có chảy xước đây, có chảy xước đây. Đấy. Nhưng có thể làm quay như thế anh em ạ. Đấy. Đây đầu bò hơi đây. Hơi con này đen nhánh nhá. Đen nhánh. Hơi đầu bò đây. Chụp đây. Đấy, rè sau này, rè này. À rè trước này. Đấy. Chắn bùn này. Đấy. Bên này thụt cũng mộc đấy nhá. Mộc này. Đấy, nếu anh em đánh sáng thì đơn giản nhưng sẽ mất giá trị. Phải để mộc này. Đấy, khung sườn này chưa sơn này. Đấy, khung chỗ này chưa sơn này. Đấy, khung sườn chưa sơn này. Đấy, chưa sơn nha anh nhìn này. Đấy, chưa sơn này. Đấy. Càng anh em nhìn càng này. Càng đẹp không anh em? Càng đẹp nhá. Càng đẹp đen nhánh nhá. Đây để chân này. Để chân này. Đây để chân này. Đấy, thụt sau zin này. Đấy, thụt sau zin này. Đấy, em nó có khách gọi, em nó quay video có khách gọi. Đấy. Tiếp tục này, em quay tiếp này. Đây. Đấy, bát máy ơ sau đẹp này, mộc này. Đấy, đũa zin này có ngấn này anh em này, đũa zin này. Đấy, vành zin đẹp nhá anh em nhá. Này, sáng quắng nhá anh em nhá. Đấy, vành zin đẹp nhá. Đấy. Để chưa mã đây anh em này. Đấy mã đây này. Đấy, anh em về chịu khó lau chùi này được. Đấy. Rè sau cũng zin anh em này. Rè sau zin nhá. Rè sau zin nhá. Đấy, tay dắt zin nhá. Đấy, sinh nhan sau cũng zin này, đẹp chưa anh em? Sinh nhan sau zin này. Đấy. Mềm nhũn này. Đấy. Biển số con này là biển 62158 Bắc Giang. Đấy. À, bên này sinh nhan zin luôn này. Zin này. Đấy. Biển số này. Đây, anh em nhìn vành sáng chưa? Đúng không? Chân trì luôn này. Đấy, chân trì luôn này. Đúng không? Đấy. Nhông xích cũng theo năm tháng luôn này. Đấy, nhông xích nó chân chống đứng này. Chân chống phụ này. Đấy, hai chân chống đứng nhông phụ rất là đẹp nha anh em nhé. Cao su đuổi chân zin này. Đấy. Cần số zin này. Chắn xích zin đẹp này. Chắn xích zin đẹp nhá. Đấy, bên để chân này đây này. Đấy. Được chưa? À. Đấy. Thụt sau zin này. Đấy. Tay dắt zin này. Thế sau zin này. Đấy. Yên zin này. Đấy. À, khóa bình xăng zin anh em này. Khóa bình sau zin này. Nó trông nó nhôm nhôm này. Trông nhôm này là zin anh em ạ. Khóa zin tôi là khóa nhôm gang nhôm này, chứ không phải khóa nhỏ nhỏ đâu nhá. Đây là khóa zin anh em nhá. Đấy, khóa zin này. Đấy. Nói chung quy lại thì xe này thì em cũng đã tả quả đây. Tay côn tay phanh cũng zin hết nhá. Tay côn tay phanh zin hết này. Đấy, chụp này. Đấy. Tay côn tay phanh zin hết này, chụp này, đẹp không? Đấy, đồng hồ này. Anh nhìn quả đồng hồ này đẹp không anh em? Đồng hồ mộc đẹp luôn này. Mộc đẹp luôn này. Đấy, mộc đẹp luôn này. Đấy, bốn góc rất là đẹp nhá. Đấy, nhìn góc này, góc cạnh rất là đẹp nhá. Đấy, không lỗi tí nào nhá. Đồng hồ này nhiều anh em vẫn bán ra 2 triệu rưỡi đến 3 triệu đấy. Đấy, sinh nhan này thì đẹp rồi, sinh nhan này 2 triệu rưỡi 3 triệu nữa rồi. Đấy. Đây cho anh em xem bình xăng nhá. Khóa một chiều nhá, đây mở khóa ra nhá. Đấy. Đấy. Bình xăng đẹp luôn anh em nhá. Bình xăng đẹp này. Bình xăng nòng sáng này. Đấy. Khóa một chìa này. Đấy. Khóa chỉ một chìa lùn luôn anh em nhá. Đấy. Đấy. Bốn con ốc này vàng xanh đét này. Bốn ốc xanh đét này. Dây vẫn còn này. Đấy. Tay lái này. Đấy. Cùng tắc này. Cùng tắc này. Đòn này. Đấy. Đấy. Thông qua cái video này thì đây, em sẽ gửi cái video này lên trên YouTube và tất cả trên trang hội nhóm. Thì những bác trai nào trước kia mà chốt chiếc xe này muộn ấy, chốt sau bác Huy ấy, tức là chiếc xe này có đăng lên là có 5 bác trai nhá, anh em nghe rõ nhá. 5 bác trai là ở một bác Hà Nội, một bác ở Bắc Giang luôn, một bác Bắc Giang luôn, một bác ở Bắc Linh, một bác ở Thanh Hóa. Đấy. Và một bác hình như ở đâu em quên rồi, nhưng đoạn này em nhớ bốn bác đấy. Là có điện cho em ở Kiên ơi chiếc xe này còn không? Thì em có nói là bác ơi, em hẹn bác lần sau alo cho em sớm hơn. Em có nói câu đấy là bác ơi, em hẹn bác lần sau alo sớm hơn. Thì chiếc xe này em bán rồi. Em vừa đăng lên phát là bác Huy bác cứ chốt luôn. Và em chở trong đêm đấy, anh em cứ theo dõi video nhá. Em chở chiếc xe này trong đêm là 1 giờ đêm em vào đến Nghệ An. 1 giờ đêm em vào đến Nghệ An.
em giao cho bác 1 giờ đêm. Đấy, và bác ấy đi, bác hỏi bác đi chưa được đến 5-10 cây đâu, thì bác thấy em đăng chiếc xe Win R205 này lên này, đây này. Anh em có theo dõi là biết nhé, tất cả video của em đều đăng lên kênh hết mà. Đây, chiếc xe R205 này em đăng lên thì bác Huy ở kia ơi, để cho anh nhé, đổi cho anh chiếc xe này. Đấy, chú trừ bao nhiêu thì trừ. Nhưng mà đấy thì bác đổi xe thì em trừ có 15% thôi. Thì em đều công khai hết đấy cho anh em. Là bác em mua nhà em là 77 triệu công khai. Thì trừ đi 15%. À tất nhiên 2 triệu tiền ship bác này bác mất không rồi. Đúng không anh em? Thì em chứ không tính 79 đâu nhá, chỉ tính 77 thôi. Thì em mua 74 mà, em cộng cà phê 3 triệu ôm đấy thì bác ấy chốt nhanh quá. Là 77, em trả tận nhà bác 2 triệu lên 79. Đấy, thì bây giờ em trừ đi 15% là 77 trừ 15% nó rơi vào 11 triệu 550 nghìn rồi đấy. Thì anh em lấy 77 mà trừ đi 11 triệu 500 thì nó còn 65 triệu 500. Nếu chính xác là còn 64 triệu, à 65 triệu 450 nghìn. Đúng không? Thì hôm nay em có đăng ở tại nhà bác ấy, nhưng mà em đi biển cho nên em không để ý thời gian, em đăng buổi tối. Thì em có một bác trai ở Hà Nội ở đâu ấy, bà kia nó gửi cho anh video thì em có gửi rồi. Và một bác trai ở trong Nghệ An cũng em gửi rồi. Đấy, nhưng bác bảo kia ơi, bác chê cái lốc này này, hôm nay là quay trực tiếp là nó hơi xấu này. Thì hôm nay em lấy cái lốc đẹp hơn, nó phù hợp với cái xe hơn. Em lắp thay cái lốc này vào rồi, nó vẫn là zin nhá, chưa một vết sơn nhá anh em nhá. Đấy, thì cái gì em bán em công khai trên mạng. Đấy, và em cũng công khai cả giá luôn. Đấy, thì bác ấy ok, bác ấy bảo thế thì hôm nào chú quay video thì chú quay lại rồi chú gửi cho anh. Thì đây, hôm nay em đích thân em quay lại. Và em ưu tiên những bác trai đấy, nếu alo nhanh cho em là em cộng cà phê cho anh em vẫn là 3 triệu nhá. Em nhắc lại nhá, nếu đúng muốn bác trai điện lại thì là em cộng cà phê 3 triệu thì rơi vào là 58 triệu 500, đúng không? À xin lỗi, 68 triệu 500. Thì anh em vẫn đã ăn ra được của bác ấy là 8 triệu rưỡi rồi. Vì 68 triệu 500 anh em cộng với cả 68 triệu 500 mà kia 77 triệu đúng không? Là anh em đã ăn ra được 8 triệu rưỡi rồi. Đáng nhẽ ngày xưa anh em mua chiếc xe này là giá 77 triệu. Nhưng bây giờ thì em trừ 15%, đúng không? Thì có phải anh em ăn ra được không? Đấy, cái gì nó rõ ràng như thế. Còn đến với Trung Kiên thì đấy, đây là video thực tế em quay bằng điện thoại anh em nhé, quay điện thoại. Thì nếu bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là mấy giờ? Chưa, đang chỉnh vừa đi sửa đồng hồ, chưa chỉnh đồng hồ. Đang xem mấy giờ? Bây giờ là 17 giờ 41 phút, đúng không? 17 giờ 41 phút em xem mày bao nhiêu này. Đây, 17 giờ 41 phút của ngày 13, đúng không? 13 tháng 7, đúng không? 17 giờ 41 phút em đăng cái video này lên. Nếu bác nào mà tối nay nó là tối thứ bảy, máu chảy về tim, nếu bác đang xem trên màn ảnh nhỏ mà đã mua xe chốt trượt như em nhiều lần rồi thì nhanh tay mua chiếc xe này nhá. Nếu anh em mua chiếc xe này là anh em có hai cái lợi thế. Cái lợi thế đầu tiên là bác ấy mua chiếc xe này nhà em, bác đã về lau chùi sạch sẽ bóng loáng này rồi, đúng không? Cái lợi thế thứ hai, cái lợi thế thứ hai là bác đổi lên cái con siêu phẩm như này, đúng không? Cái loại siêu phẩm này về nhà em chưa về nhà đã bán rồi anh em ạ, 2 là 5. Đấy, lợi thế thứ hai là em đã tặng anh em cái lốc này, cái lốc bên này, đúng không? Nó mộc, nó đẹp hơn đây, nó sáng hơn đây, đúng không? Thì nó là xe mộc. Lợi thế thứ ba là đáng nhẽ anh em mua, nếu lần trước anh em chốt là anh em chốt giá 77 triệu, đúng không ạ? Như đây bác Huy bác chốt 77 triệu rồi và anh em đến sau anh em về nhì rồi thì bác mất 2 triệu tiền ship là 79 triệu. Nhưng bây giờ em chỉ lấy giá 77, em trừ đi 15% và em trừ đi còn có 65 triệu 500 thôi. Thế bây giờ em cộng có 3 triệu cho năm bác đấy. Đúng không? Là em lãi có 3 triệu rưỡi, nhưng tính ra 3 triệu à 3 triệu. Thế em hỏi anh 3 triệu đấy tiền xe đi từ nhà bác về nhà em đã bao nhiêu tiền rồi? Nhưng em nghĩ hôm nay thôi, em đổi con siêu phẩm này này. Đấy, em đổi siêu phẩm này thì em chỉ gọi là lấy tiền xe đi lại thôi. Nhưng mà đấy về nhà thì mấy bác cứ bảo chê cái lốc đấy, thì em thay lốc vào rồi thì em đăng lên. Thì em phải bán ra cộng thêm là 4 triệu rưỡi thôi. Tính em lấy tiền cái tiền lốc thôi. Lấy tiền lốc này thôi. Là thành 4 triệu rưỡi là rơi vào 70 triệu tròn. Đấy, thì nếu anh em mua vẫn ăn ra được 7 triệu. Nếu năm bác kia điện lại cho em thì các bác sẽ ăn ra được hẳn 8 triệu rưỡi. Còn nếu những bác nào mà điện sau này thì đấy em nói luôn là em cộng 4 triệu rưỡi thì anh em vẫn ăn ra được 7 triệu. Đấy, còn bác Huy thì bác mất, tính ra là bác mất 11 triệu 500 hay 2 triệu ship là bác mất 13 triệu 500. Nhưng bác lại mua được con siêu phẩm này. Đấy, và bác ấy lấy rồi. Anh em nghe rõ đây là bác ấy lên đời nhá, lên đời bán nhá. Còn đây là chiếc xe này em mới lấy về. Em chưa về nhà mà chưa rửa ráy này. Bác Tuấn mà xem video này được thì bác biết này. Em đang rửa ráy đây thì bác Tuấn sáng nay bác đến bác chốt luôn rồi. Bác chốt luôn rồi. Đấy mà không phải ít tiền đâu anh em nhé. 200 triệu không phải ít tiền đâu. Và không phải ai dám bỏ 200 triệu ra mua đâu anh em nhé. Đấy, còn những người vào mà nói câu là toàn người xin lỗi anh em câu này trước nhá. Toàn thằng hâm, toàn thằng dở hơi. Thà mua chiếc xe này 200 triệu thì bỏ ra mà mua ô tô rồi mua SH mà đi thì em xin phép anh em này này. Đừng dạy nhà giàu tiêu tiền. Thứ nhất là người ta thừa ô tô rồi, thừa SH rồi, thừa Way, thừa Ram Amelie có tất rồi. Nhà ta chỉ là hoài niệm. Cái xe này nó là hoài niệm, hoài cổ, trả thù quá khứ. Đấy. Anh em ạ, trả thù quá khứ. Thì anh em mua về anh em thích thì anh chơi thôi.
Anh em có tin không? Có những người mua cái này cả năm nhà em rồi, nhưng mà đôi khi chưa đi quá đến 10 cây số, thậm chí chưa đi quá, có người chưa đi quá 10 cây số, có người chưa đi quá 100 cây. Vì người ta chỉ có đi đâu thì ô tô, máy bay rồi, xa. Còn anh em ở gần thỉnh thoảng đi cà phê, khi cả tháng mới lôi ra một lần. Thì em vẫn khuyên các bác nhá, nếu các bác đi ít thì các bác cứ khóa xăng này lại. Đấy, vì dòng này nó chảy xăng này chuyện kinh, khóa xăng lại như này. Các bác lổ hết cái xăng trong chế đi. Thì khi các bác dựng ở trong nhà các bác ấy, thứ nhất là xăng nó không chảy ra nhà được. Thứ hai là anh em chỉ cần khi nào đi lại mở xăng ra, anh em dặn cho ba cái là tự nó xuống xăng nó lổ. Đấy, em rõ ràng như thế. Đấy, nếu thực sự anh em nào đam mê chiếc xe này nhá, nhấn mạnh hãy alo thật nhanh cho em, vì hôm nay thứ bảy máu chảy về tim. Và em nói luôn này, em không kêu đâu, nhưng mà nhiều khi em đăng lên em bảo nhiều anh em cứ em ơi xe bao nhiêu tiền, em ơi có ship không, rồi lọ chai chai nọ. Thì em xin phép anh em này này, bây giờ anh em chủ mua chiếc xe này, hãy nhấc điện thoại lên alo cho em, hãy alo cho em. Nếu anh em alo số điện thoại không được thì anh em hãy alo cho em Zalo. Đấy, số điện thoại em luôn công khai nhá, là 0358 444 888. Hotline mới của em là 0354756789. Và cũng là Zalo, cũng là hotline của em luôn. Anh em có thể gọi vào Zalo hotline đây luôn, là 0778 24 8, anh em nhé. Đấy, còn đến với Trung Kiên là thuận mua thì vừa bán. Giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em nhận về giá trị xe bấy nhiêu. Đấy, chứ không phải là em gọi là mõm nọ mõm kia. Còn những anh em bảo em sao là chú nói nhiều thế, thì em xin phép anh em này, em công nhận anh em em nói nhiều thật. Em phải thừa nhận em nói nhiều thật. Nhưng em là người bán hàng, đúng không ạ? Bắt buộc em phải nói. Thế chẳng nhẽ bây giờ em cứ quay video này, em ghép bài nhạc vào, em không nói năng gì cả, hoặc em cứ quay thôi. Em cứ quay thế này, đây. Em cứ quay thế này, em không nói năng gì, em không nói đổ zin, em không nói đổ lô, em không nói bao nhiêu tiền. Thì anh em lại chửi em mà ơ mày quay xe mày không nói năng gì. Cho nên là thôi, em làm dâu trăm họ nó rất là khó. Còn em biết trên mạng, trên cộng đồng mạng bây giờ có rất nhiều người đang ghen ăn ghét ở, đang đố kỵ rồi nọ kia với em. Vì hiện tại bây giờ em trộm vía này, em cũng đang bán hàng là cứ về xe nào là bán xe đấy, và rất nhiều anh em quý mến ủng hộ em. Hiện tại em đang tồn 80 xe đang chờ dọn. Đây em nhìn dãy xe nhà em đây, em tự biết. Đây dãy xe này anh em tự biết nhà em đấy. Đấy, trên tầng nữa nhá. Trên tầng này, ở trong nhà này nữa này. Còn cái kho dưới kia nữa. Nhà em lúc nào có mấy trăm xe này luôn anh em nhá. Còn anh em đến với em nói lại này. Nếu anh đến nhà em nhiều em à, kia nơi có xe 5 7 triệu không? Kia nơi có xe 10 triệu không? Kia nơi có xe 15 20 triệu không? Thì em xin phép anh em là những cái xe dưới 20 triệu, dưới 10 triệu mà cũng có, nhưng thường thường em sẽ không bán. Vì tầm cỡ của em bây giờ, nếu bán tầm xe đấy, bây giờ anh em được cái đam mê, được cái trải nghiệm. Nhưng em xin lỗi anh em nhé, cái xe đấy của anh em không phải em coi thường đâu. Anh em mua về, anh em được cái đam mê, nhưng đi một thời gian bắt đầu nó hỏng nó hỏng, khi anh em đi sửa rất nhiều tiền, xong quay ra bảo đấy là Trung Kiên bán đấy nó mất hay. Còn thôi thì gió tầm nào mình chơi tầm đấy. Em để bán xe đủ thể loại, giá nào em bán, tầm nào em có. Nhưng vấn đề là cái xe nó đẹp hay nó xấu nó phù thuộc vào cái túi tiền của khách hàng. Chứ hôm nay có hai người điện cho em mà Kiên ơi, chú có loại xe nào mà máy zin đấy, đồ zin 70-80% không? À, thì bao nhiêu tiền? Thì em bảo với anh em rồi, nó không có giá trị thật. Em chỉ nói ước lượng nó dao động từ 50 đến một khoảng 50-80 triệu. Như con này chẳng hạn, nó zin đồ 99% đồ zin đây. Trừ xăm lốp nhá, trừ xăm lốp. Đấy, có thể một hai cái dây côn, dây ga, dây phanh này có thể là lô. Những cái dây này này, có thể là lô này. Đấy, có thể là lô cái dây này thôi. Cái dây này thì anh em đi dây phanh đứt phải thay. Cái lốp thì nó mòn phải thay, cái xăm mòn thủng phải thay. Còn lại đồ trên xe nó là zin hết anh em nhá. Đấy, còn nếu anh em về nhà anh kiểm tra, nếu mà em sai em có thể gửi đồ ra anh em. Còn em bảo rồi, những anh em mua xe nhà em thì hãy đến với em, đừng để trường hợp xảy ra anh em mất tiền, em mất khách nhá, nghe rõ nhá. Nếu anh em mua nhà em nhưng mà anh em ra ngoài mà không lập trường không vững, anh em cứ thích thì anh em mua thôi, xong bắt đầu chán thì bán lại, xong bắt đầu bán lại lỗ thì bôi ra là lập trường không vững. Thì hiện tại có khách hàng của em là anh em có tin không? Đấy, ví dụ như em nói luôn, anh Thiệm ở Bắc Giang, anh mua nhà em con xe hai con nhà em, hiện tổng mua ba con nhà em. Con đầu tiên anh cần tiền để mua siêu phẩm 200 triệu, anh bán con đấy nhá, anh còn lãi luôn 1 triệu 2 triệu, đấy là bán cho người quen. Con thứ hai bây giờ có người giả anh lãi 20-30 triệu, anh không bán. Con siêu phẩm anh mua nhà em nó không nói dối nhá, em nói chấm phẩy, anh lãi tiền trục rồi anh không bán luôn. Đấy, vì những lúc em bảo rồi, có những con xe em mua được rẻ, em mua tại nhà dân mà em mua được rẻ thì em bán rẻ, em chỉ cộng cà phê thôi, nhưng sau 3 ngày em phải cộng giá khác chẳng hạn. Có những con xe anh em có tin không, em mua 20 triệu nhưng về nhà em có thể bán được 30-40 triệu. Nhưng có những con xe em mua 20 triệu mà về khi chỉ bán được 20-21 triệu, còn là bán đẩy nhanh đi, gọi là cà phê về thu tiền vốn về thôi. Như con này thực sự mà anh em là em mua chính xác của bác trai đấy, có video gốc đàng hoàng em nhá, có video gốc. Em mua tại nhà bác đây là 74 triệu, thế là em đăng lên trong vòng 20 phút là bác huy bác chốt con này 77 triệu. Em chở luôn trong đêm cho bác 1 giờ đêm là 2 triệu ship nữa là 79 triệu. Nhưng chỉ vì bác ấy đi mà, con người mà ai chỉ muốn đi lên, ai chỉ muốn xe đẹp hơn nữa, thế là bác đổi lên con siêu phẩm như kia kìa. Đó, 200 triệu, đấy là bác bù trừ cho em 6, hôm nay bác trừ là 65 triệu 500, mình còn là 65 triệu đi, bác bù trừ cho em 135 triệu nữa. Đấy, bác còn xong, bác còn
cho anh em ở Thợ 2 triệu nữa. Đấy, cho tiền xăng rồi dầu mới đi ăn biển nữa. Đấy anh em nhá. Đấy, bác cũng rất là thoải mái, vì đôi khi anh em đã thích rồi thì đừng quan trọng 1-2 triệu làm gì anh em ạ. Đấy, bác ra nhà em lấy con xe 120 triệu, xong tiếp tục bác lấy một con đỏ một con đen nhà em, xong rồi bác lấy tiếp con này. Đấy, bây giờ bác đổi con siêu phẩm kia, bác lấy con này. À, bác đổi con siêu phẩm kia, bác bán lại con này, thì bác còn một con đỏ một con đen, mấy con siêu phẩm nữa bác chơi. Đấy, còn video em đều đang công khai chứ em không phải nói mồm đâu. Nếu anh em bảo nói mồm thì anh mới lên YouTube anh xem biển số đây nhá, em vẫn nhớ này. Đấy, 98F5 6215. Còn nếu anh em thích rút hồ sơ em có thể hỗ trợ, anh em nghe rõ này, em hỗ trợ anh em rút hồ sơ cho anh em. Em nhắc lại nhé, hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em. Nhưng em chỉ khuyên anh em này này, biển ở đâu không quan trọng, quan trọng an ninh sẽ bảo cho anh em chọn đời. Còn nếu anh em rút hồ sơ rồi thì em hết trách nhiệm vì vào tên anh em rồi. Còn nếu anh để hồ sơ em trách nhiệm cho anh em có giấy mua bán, mã số thuế, mã số kinh doanh, địa chỉ cửa hàng, số điện thoại đầy đủ. Nếu xảy ra cái gì em cần phải quỳ xin anh em mà lấy lại xe. Mấy ai chơi win là ra biển 5 số làm gì, hạn chế thôi. Bắt buộc mới ra, còn không có để biển 4 số mới đi. Đây em giận nổ cho anh em xem lại nhé. Đấy, giận nổ. Đấy. Đấy, một phát nổ luôn. Này, anh em này. Đấy, đây là anh em nghe này, đang anh em đang nghe qua tiếng mic đây này. Tiếng mic đây này. Đấy thì là đây là em rút ra này. Anh em đang nghe qua tiếng mic đúng không? Thì nghe nó sẽ không hay. Em bỏ mic ra nhá. Em bỏ mic ra này, em rút túi này. Em cho anh em nghe tiếng thật này, nhìn này. Nghe này. Đấy. Đấy à, bô xịn đẹp nhá. Bô zin đẹp luôn này. Đấy. Đấy, lổ cả ngày không chết máy. Đây em bịt bô lại cho anh em nghe tiếng bô nhá. Bịt bô lại này. Anh em đang nghe này, bịt bô lại này. Em thích chưa? Em thích luôn nhá. À. Em thích chưa? Đấy. Đấy, à. Đấy, à. Đấy, em thích luôn nhá. Em đã bảo rồi, con xe này anh em để garanti cả ngày không chết máy. Bao giờ hết xăng mới tắt máy. Đấy, em nói là em nói được làm được. Còn nhấn mạnh lại cho anh em là đồ zin trên xe con này. Con là kín xe luôn, 99% luôn. Đấy, tất cả mọi thứ em có quay trên video rồi, anh em có thể xem lại, xem đi xem lại nhiều lần. Đây nhưng quan trọng nhất là đầu bò này, em cho anh em xem lại cái đầu bò này. Đấy, nhìn kỹ đầu bò mọc chưa? Ốc ác đúng không? Đấy, ốc ác này chưa vết chạm luôn cho anh em nhé. À, nếu có vết chạm thì em chỉ biết là nếu anh em nhiều anh em có vết chạm thì đôi khi ngày xưa các cụ già rồi à, có cái quan điểm đấy, đi một thời gian mà cho cái lê vặn vào, vặn chặt vào thôi. Đấy. Đấy, còn bây giờ bảo khẳng định zin hay không thì ngồi cãi nhau cả ngày anh em ạ. Chỉ quan tâm là bây giờ à, cũng như bác trai Lâm Định bảo em đấy, Kiên ơi. À, bây giờ đi đây đấy, 20-25 nay rồi lấy đâu ra zin? Mà nếu mà zin rồi thì đã tốt, mà không thì mình làm lại cho êm ái cũng được. Nhưng đây hiện tại rất là đẹp đây. Kể từ con ốc này anh em nhìn kỹ này. Đây, anh em thấy có vết không? Đúng không, có vết đâu. Này. Đấy. Đúng không anh em này. Đấy, này. Đấy. Có thể nào em quay như thế. Còn anh em nhận xe trên video này, cái xe này em quay như nào thì anh em nhận xe đúng như thế. Đây con đang khóa xăng đấy nhá, em đang khóa xăng này này. Đấy, nổ hết xăng này thôi. Con này sẽ nổ hết xăng với tắt máy. Đấy. Phê cho anh em. Đấy, từ hôm đấy giờ em để nguyên đấy, em chỉ thay mỗi cái lốc vào cho nó đẹp nó đều thôi. Thực ra bác Huy là người rất cẩn thận, bác bảo Kiên ơi, cái lốc kia nó dán ni lông kệ nó, cứ để đấy cho anh. Chứ đúng ra thay cái lốc mà nó phải là chuẩn. Đấy. Cái lốc cứ thay mỗi cái lốc này vào, một bát không mà anh em đây này. Anh em vặn ba con ốc này ra này. 1 2 3 con ốc này nồi cái lốc này ra anh em thay vào là xong rồi gì đâu. Còn đấy xe này. Chứ không phải bên lốc bên côn này đâu, bên côn bên là zin này. Đấy, lốc côn này này. Đấy. Đây xe đây anh em. Đấy. Em có thể làm nói như thế nó mộc mạc. Em đang quay video của người gọi em này. Em quay video của người gọi em đang quay lúc video này. Đấy. Ok nhá. Đấy, một lần nữa bác trai nào mà xem được video này, mà ưng chiếc xe này thì đấy em nói luôn lại cho anh em này. Giá gốc cộng cà phê 4 triệu rưỡi để cho nó tròn. Đấy. Và cộng tiền ship trở lên tận nhà anh em. Anh em đi thử, anh em kiểm tra đúng như em tả anh em mới trả tiền. Đấy nhá, uy tín tạo niềm tin. Đấy chứ không phải là bán cua trong rọ. Đấy. Đây là hình ảnh thực tế em quay bằng điện thoại thôi nhá anh em nhé. Em đang quay bằng điện thoại thôi. Đấy, em đang quay bằng điện thoại chứ không phải là em quay bằng kỹ thuật số gì đâu. Em cầm mỗi điện thoại em quay thôi. Đấy, xe vẫn đang nổ hết xăng rồi thôi anh em nhé. Sắp hết xăng rồi đấy. Sắp hết xăng rồi đấy vì cái nổ rung đầu luôn này. Đấy, à. Đấy. Nghe bô hay không anh em? Đấy. Đấy, à. Đồng hồ đẹp không anh em? Con này gảy nhẹ phép về mô anh em nhé. Đến loại này thì khỏi cần đi thử rồi anh em ạ. Con này khỏi cần đi thử luôn rồi. Vì em đi thử con này lần thứ 3 rồi. Nếu lần này đi lần thứ 3 vì trước khi đến nhà bác Huy thì bác có đi thử rồi. Và trước khi mua nhà khách đi thử rồi, trước khi về nhà em quay góc này cũng đi thử rồi. Đây góc này em quay rồi này. Đấy. Thì hôm nay vội vàng em quay thế cho anh em để đăng lên cho nó sớm. Đấy, bây giờ là đây. Lại xem đồng cái vừa đi em đi thay cái dây đồng hồ mà chưa thay.
chưa chỉnh hiện giờ. 17:54 của ngày 13 tháng 7 đây anh em nhé. Đấy, 17:54 nhé. Đấy. Ok nhá, em tạm dừng video. Một lần nữa, anh em xem nhớ like và đăng ký kênh giúp em, ủng hộ em. Chủ mua thì alo cho em, đừng nhắn tin. Đấy, số điện thoại em có đăng công khai đấy rồi. Ví dụ anh em alo cho em số điện thoại không được, anh em alo cho em bằng Zalo. Đấy. Đây này. Mai này siêu phẩm này này. Anh em thấy rõ nhá, mai siêu phẩm này là N205. Đấy, đầu máy 111 Zinet từ An Z là về nhà bác trai ở Hà Nội nhá. Đây cửa hàng em đây này. Đấy, cửa hàng em đây anh em nhá. Nói chung game ô tô được nhá. Khách đang gọi em, vẫn đang quay video. Đấy. Anh em nghe rõ này, để mà ngồi mà so sánh thì cái con kia kìa anh em kìa. Đấy, nó tính ra có 70 triệu, con này 200 triệu, nó gấp 3 lần cơ mà. Cũng là đồ zin kín xe, mà con kia với con này gấp nhau 3 lần. Thậm chí có con này bán 300, 400, 500 mà anh em. Hiện tại trên Hà Nội có con tỷ 2 không bán. Đấy, có những anh em bảo là lọ kia ngáo ngơ mua Santa Fe mới đi thì tùy anh em nhá. Đấy, những bác nào có điều kiện bác xe hiểu, còn em cũng không thanh minh với những người không hiểu. Đấy, xe vẫn đang lổ này. Anh em này, em ra để em tắt dừng video lại này. Xe vẫn đang lổ nhá. Đấy, vẫn đang lổ này. Đấy, tròn 30 phút em dừng lại này. Xe vẫn đang lổ anh em nhá. Sắp hết xăng rồi đấy. Đấy, xe vẫn đang lổ này. Khẩn khẩn rồi đấy, sắp hết xăng rồi. Đấy. 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 Đấy anh em nhá. Đấy. Đấy. Khẩn khẩn rồi đấy, sắp hết xăng rồi đấy. Vì em khóa xăng mà. Đấy, trên tổ con này tiết kiệm xăng anh em nhỉ. Đây, em khóa xăng từ lúc em giận này. Đây, em khóa xăng đúng không? Đây. Em khóa xăng từ lúc em giận mà bây giờ vẫn chưa hết xăng. Thế chứng tỏ là con này rất tiết kiệm xăng anh em ạ. Đấy, huyền thoại uy 100, sắp sửa tắt rồi đấy. Huyền thoại uy 100. Đấy. Anh em về chuẩn bị tắt này, chuẩn bị tắt này. Sắp hết xăng rồi. Chuẩn bị tắt này anh em này, chuẩn bị tắt rồi này. Em khóa xăng này, em khóa xăng từ lúc anh em giận nổ đấy. Đấy. Con này anh em về nhá, thứ nhất nhá. Anh em về cứ dựng trong nhà thôi, thỉnh thoảng lôi đi cà phê mà anh em làm trưng làm cảnh cũng được. Thì nó là đam mê rồi. Và những anh em đam mê mới hiểu chiếc xe này, còn những anh em không đam mê vào bình luận. Lọ kia cái nọ thì anh em sẽ bảo rồi. Trước khi em bình luận, anh em hãy tìm hiểu đi, hãy bình luận. Đấy. Đúng không? Còn một chiếc xe đẹp như thế này nhá, anh em tin không? Chiếc xe này trên thị trường bán 20 mấy triệu cũng có, thậm chí 10 mấy triệu cũng có, 50 triệu cũng có, 70 triệu cũng có, thậm chí con này bìa cả 100 cũng có. Đúng không? Đấy. Quan trọng là độ đẹp lên đến đâu và đồ zin đến đâu thôi. Đấy, đồ zin đẹp zin xấu. Còn đây này em mua công khai, em mua được tại nhà dân. Em mua được giá tốt, em bán giá tốt, chứ không phải là gì đâu anh em ạ. Nhấn mạnh cho anh em là bộ bình xăng cốp tem zin nhá. Bình xăng cốp tem zin hết thì nó mới giá như thế. Chứ còn nếu anh em bây giờ thích rẻ đi nhá, ví dụ anh em ở kia ơi, chiếc xe này chú bán 70 triệu nhưng anh chỉ có 60 triệu thôi. Em có xe như đúng xe này em bán 60 triệu cũng bán 60 triệu. Đấy, sắp tan máy rồi đấy. Đấy, sắp hết xăng rồi đấy. Đây nhìn cái càng đẹp không anh em? Càng đen nhánh này. Đấy, càng đen nhánh này. Đấy. Em quay hết một vòng rồi. Xi nhan mềm nhũn này, xi nhan zin này anh bẻ thoải mái luôn. Đấy, bô zin chuẩn bị tắt đấy. Chuẩn bị tắt máy rồi, em sẽ quay đến lúc tắt máy thôi. Đấy, tắt máy rồi. Tắt máy rồi. Đấy, hết xăng rồi mà. Cái này, xi nhan này. Rìa zin đẹp chưa anh em? Đấy, những gì em nói này em cam kết thật. Đây này, em khóa xăng này, đúng không? Đấy nhá, tắt máy rồi nhá anh em nhá. Lổ hết xăng rồi thôi anh em nhá. Ok, Trung Kiên chào tất cả anh em nhá. Đấy, một nữa anh em mua thì alo nhanh cho em, nhấc điện thoại alo nhanh cho em, đừng nhắn tin. Đấy. Anh em nhá. Sau một hồi suy nghĩ em vẫn quyết định đi thử một tí. Để cho anh em biết, không ai bảo là vì nhiều anh em ấy cũng bận ấy. Các bác xem video cũng bận ấy, không có thời gian để xem ấy thì em cũng giận nổ nên cho anh em đi thử. Đây, vừa em hết xăng đúng không? Thì em phải mở xăng ra này. Đấy, thì mới có xăng. Đấy, em giận nổ nhá. Bao côn để cho chân nó xung lửa giận thôi, cho nó nhẹ nhàng. Đấy, gầy nhẹ lỗ. Đấy. Đấy, đây em tay lái win xịn anh em nhìn này. Mềm nhũn này. Đấy. Nhiều người cứ tưởng bị hỏng nhưng không phải đâu. Cái win ấy, cái tay lái nó rất quan trọng anh em nhìn này. Đấy. Tay lái rất quan trọng, đi nó nhún nhảy này. Này. Anh em thù này. Anh nhìn kết quả thù chưa? Đấy này. Kết chưa? Đi thử nhá. Anh xem côn déo không nha anh em nhá. Đấy, lên này. Không đấy, không đi hai hàng. Đấy. Không đi hai hàng, không déo. Đây, quan trọng này, nhìn này, số này, demo. Phải phát demo luôn. Đây vào lại này. Anh vào lại số 1 này. Ga lên này. Đấy, ga lên nhá. Đấy. Số 1 này em bảy này. Bảy này. Tách phát demo luôn. Xanh nè luôn này. Đấy, win nó chỉ tách nhẹ phát demo luôn. Tách phát demo luôn. À. Quay sang bên này đi. Nghe này. Em này đóng xăng vào này. Đóng xăng vào nhá. Quả chạy xa này,
bình xăng này nhá. Em khóa xăng rồi đấy. Phải xăng hết, bình xăng hết, bình xăng đấy. Đi nhá. Không déo tí nào anh em nhé, thả tay được. Mô luôn. Máy zin số zin nó khác. Đấy. Đấy. Thả tay luôn anh em ạ. Đấy. Em xin phép anh em là xe này khóa xăng vào hết xăng rồi thôi anh em nhá. Đấy. Đấy, thấy chưa anh em? Quay cả vô đấy, không quay cả vô đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Nói chung là nhá, chốt lại luôn một câu này cho nhanh này. Anh em bỏ số tiền ra nhưng anh em không phải làm bất kỳ một cái gì cả, đúng không? Em chở tận nhà anh em, anh kiểm tra đi thử, ok đến tiền và cứ tiếp đổ sang trận. Chứ bị anh em tham rẻ mua về lai sửa mai sửa mệt lắm. Còn tất nhiên là tiền nào của ấy thôi. Con xe này cũng không dành cho số đông, chỉ dành cho những người vừa tầm tiền của giá tiền đấy, nó cũng là nhiều rồi. Con này có thể mua được cái SH rồi. Còn tầm 2-3-40 triệu thì nhiều, nhưng anh quanh tầm này thì đây là nó thật là đại gia Thanh Lý thôi. Đấy, cho vào đây rồi Thanh Lý này chốt lại xong. Đấy, em cho vào nhà đây. Đấy, đúng theo yêu cầu của năm bác trai nhé, bảo là quay lại cho bác xem em quay nhá. Đấy, hai siêu phẩm đây anh em nhìn này. Hai con giống nhau này anh em nhìn này. Đấy. Hai con giống nhau mà con này 200 củ. Con này 70 củ. Đấy, chúc anh em cảm nhận nhá. Đấy, hai con giống nhau đây, cả hàng đấy quay hết một lượt cả hai xe và cả hàng. Đấy. Tất cả những gì em đã nói trên video, hình ảnh video, tin nhắn và đi thử rồi. Con này cam kết cho anh em nhá. Con này cam kết không như con khác này. Không một tiếng réo nhẹ. Kinh khủng anh em không? Không réo một tí nào luôn. Sợ thật nhờ. Ga không có tiếng réo nào luôn anh em ạ. Đấy, còn tất nhiên là em lên mạng em phải nói hay đúng không ạ? Nhưng mà nói được phải làm được còn hơn là đừng nói đỡ phải làm, đúng không? Người ta nói là nói được phải làm được còn hơn đừng nói đỡ phải làm. Nhưng em là chung kia mô tô, em công nhận với cộng đồng mạng em nói nhiều thật, nhưng em phải làm nhiều. Nên quan trọng em bảo anh em rồi, em chở tận nhà anh em, anh em đi thử kiểm tra mới trả tiền. Còn mọi thắc mắc của anh em nhấn mạnh, những anh mua xe nhà em nếu có vấn đề gì lỗi bảo hành alo cho em sẽ bảo hành cho anh em. Đừng để tránh trường hợp là anh em mất tiền, em mất khách. Thế thôi, có hết gà chưa? Xong rồi nhá, chốt kèo chào tất cả anh chị em. Anh em đợi cái kết, ngày mai em giao chiếc xe này, đợi siêu phẩm này đến tận nhà bác Tuấn ở Hà Nội. Bác em mời anh em ăn cấy hương rồi. Và chiếc xe này đây là mai cả bác Huy ở Nghệ An mà mua con siêu phẩm này này. Xong là để lại con này cho em này, cũng đến đây luôn. Anh em kết lên Facebook, YouTube hoặc Zalo nhà em, anh em kết bạn Zalo với em, mình theo dõi em này, em đăng hết. Và anh em lên Facebook sẽ em đăng hết. Còn đặc biệt anh em lên YouTube ấy, anh em có chiếc chuyên Win 100 nó hiện lên đầu tiên. Đấy, và Trung Kim Mô Tô, anh em tìm em và đúng chiếc xe này có phải em mua nhà bác Huy lại không? Và em mua của bác Trại ở nhà dân không? Là công khai giá là 70 mấy triệu đấy, em công an cộng 3 triệu đến nhà bác Huy đấy. Cả ship đấy, em nói lại không nói lại nữa nhá. Đấy, ok. Đấy, chào tất cả anh em. Ok.